Hoàng hậu sinh tiền hành động điên loạn. Lễ tang không cần cử hành theo nghi chế của hoàng hậu, chỉ cử hành theo vị hoàng quý phi. Xóa bỏ tất cả những ghi chép trong sử sách và họa tượng về hoàng hậu. Triệu cáo với thiên hạ, Ô Lạp Na Lạp Thị đã mất.